làm đi, rửa mặt cho khách rồi trước đi. Mấy giờ rồi ta? 10 giờ chưa? Hả? Em nói là không hiểu. Mm-hmm.
Chắc không à, khó khó nhưng mà thank you.
Máu thôi chứ không có cái trắng gì đâu. Làm cắt cái đoạn này ra. Mấy phút rồi lúc rồi đó, bắt đầu phá đi. Ui phá ba bốn cục nó luôn á, tôi đi vô tê đi. Tùy theo cục em nằm ở đó là xấu đó. Nằm dưới mắt là xấu đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Wow, câu nó lặn về.